Rồi. Rồi. Rồi, xin chào quý thầy cô cũng như xin chào các em. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cái đề tài về các cái hình trong SIGGRAPH tiếp theo. Thì hôm nay chúng ta về cái hình theo mẫu như thế này. Thì trước khi mà chúng ta bắt tay vào vẽ thì chúng ta thấy rằng là đây là cái hình lục giác đều. Cái hình lục giác đều. Thì đầu về cái hình này thì cũng tương đối khá là phức tạp. Thì đầu tiên chúng ta về cái hình lục giác đều ở bên ngoài trước, màu đỏ trước này. Thì sau đó chúng ta cứ đi tới một đoạn, tới một đoạn chỗ này. Chúng ta đi tới một đoạn, chúng ta đi tới một đoạn chỗ đây, thì chúng ta quay cái đường này, thì giống như cái hình về hình xây là cái hình ngũ giác và cái hình tứ giác hoặc là hình tam giác, thì chúng ta còn tính cái đây là cạnh cạnh huyền, cái cạnh này cạnh huyền, thì chúng ta cứ cộng thêm một đoạn. Chúng ta cứ cộng thêm một đoạn và chúng ta tiến hành xoay, xoay. Đó là cái ý tưởng đối với cái hình này. Rồi chúng ta bắt tay vào vẽ cái hình này nè. Thì đây là bước chuẩn bị ha. Chúng ta vẽ cái hình cho nó lớn hết cả cái sân khấu này. Thì chúng ta vẽ tại tọa độ là x trừ 100, y trừ 170, hướng 90 độ. Như vậy thì đầu tiên chúng ta vẽ một cái hình lục giác trước. Hình lục giác của chúng ta có cái độ dài của cạnh là 200, góc quay của nó là 60 độ và lặp lại 6 lần, lặp lại 6 lần. Thì đây là cái hình lục giác đều. Sau đó chúng ta sẽ đi tới một đoạn và chúng ta tiến hành về cái cạnh này, cái cạnh này ha. Tiếp tục là chúng ta sẽ đi tới, đi tới một đoạn, chúng ta chọn cái màu dễ quan sát. Rồi chúng ta đi tới khoảng 20 thôi, 20, 20. Thì tiếp tục chúng ta sẽ về một cái cạnh nối đây. Về cái cạnh nối đây thì phải tính được cái góc đây, tính được cái góc đây. Thì cái góc đây thì mình dựng hình vuông ha, giống như mình về mấy cái bài trước, thì mình dựng hình vuông thì mình dùng cạnh hình vuông thì lấy cái đối chia cờ ha, tan. Rồi cái đối chia cờ nghĩa là lấy cái cạnh này nè, cái đoạn này nè, cái đoạn đây chia ra cái cạnh đây. Như vậy thì mình phải đặt hai cái biến, thứ nhất là biến cạnh, biến thứ hai là biến đoạn. Thì cái đoạn này là đoạn này, một đoạn. Đây là cái cạnh này, cạnh. Rồi chúng ta đặt thông số ban đầu cho nó. Cái đoạn này, cái cạnh đây là 200 này, đây là 15 hay 20, 20. Thì chúng ta lấy cái đoạn, chúng ta chia cho cái cạnh. Thì sau đó
chúng ta sẽ đặt lại cái cạnh của cái mỗi lần quế thì chúng ta đặt lại cái cạnh của cái hình lục giác này, thì cái hình lục giác này chúng ta sẽ đặt lại nó sẽ bằng là căn bậc 2 căn bậc 2 tổng bình phương hai cạnh góc vuông thì dấu cộng đây. Rồi. Tiếp tục là chúng ta lấy cạnh trừ đoạn lấy cái cạnh dài này trừ cho cái đoạn màu xanh này. À, cạnh này trừ cho cái đoạn màu xanh. Rồi bỏ đây. Và chỗ đây là đoạn bây giờ chúng ta sẽ lặp lại là hai lần nữa ha, lặp lại hai lần đó. Thì chỗ này á chúng ta thấy là đây là cái chúng ta kéo một đường thẳng đây á, thì đây là cái cạnh góc vuông này, cạnh góc vuông bây giờ chúng ta phải cộng thêm một lượng ở chỗ đây nữa ha. Còn thêm một lượng để cho nó tiếp xúc với cái cạnh màu đỏ này ha, đây nó chưa tiếp xúc được này, như vậy chúng ta cộng thêm một lượng nữa. À, cộng thêm một lượng thì cái đoạn này này chúng ta sẽ cộng thêm một cái lượng à, cộng thêm một lượng là đoạn nữa. Cộng thêm vô một đoạn nữa à. À, thì chúng ta thấy rằng là gì à, nó tiếp xúc cái chỗ này còn dư, như vậy chúng ta sẽ giảm bớt à, giảm bớt một một lượng nữa. À, chúng ta cộng vô rồi chúng ta lại giảm bớt một lượng, một lượng ở đây á, là như thế này. Đây, cái cạnh này giảm bớt một lượng ha, một lượng là đoạn chia cho 10 rồi chia cho 10 rồi chúng ta chạy thử ha, chạy thử đó thì chúng ta thấy rằng là ta thấy rằng là chấp nhận được ha, à, chấp nhận được, hoặc là chúng ta giảm thêm một tí nữa 12 rồi nó ok hơn rồi ha. Như vậy thì bây giờ chúng ta tăng cái số vô này lên, tăng lên là 23 chẳng hạn. Ba thì lớn quá ha. Như vậy thì chúng ta giảm cái cạnh này xuống bớt, chúng ta giảm 15 ha. Như vậy là chúng ta sẽ vẽ được cái hình như mẫu ha. Như vậy chúng ta sẽ muốn nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ thay cái màu cho nó, à, thay cái màu cho nó là khoảng 100 100. Chúng ta lấy cái màu này chúng ta bỏ ra ngoài. Thì rất là đẹp ha, rất là đẹp. Chúng ta tăng là 300 nữa coi. Rồi. À, như vậy là bài chúng ta đã về xong à. Rồi xin chào và hẹn gặp lại với thầy cô trong video tiếp theo.